chào bịp bịp. Anh bao xem em mẹ xem mẫu mấy trận rồi. Yeah. Em mẹ xem mấy trận thì mở bản toàn thăm 6-7. Không khí thực sự sôi động. Chìm lặng. Chim lợn, chim sẻ rồi các loại chim đang bay phấp phới ở đây. Em ơi. Thằng mày 12 giờ mà thằng Bang nó kẹp xong cái trận đấy thắng hơi ảo nhở. Mình tưởng nó úp rồi, Bang nó chết mẹ rồi, thế mà quay đi quay lại thì đéo để chết ông Phép ảo vãi, ông Phép đánh. Mà trong khi ông Phép mãi đéo vai vào nhà, vài con người chém vã vẩn, nó đánh ông đéo nó vãi sợ như mẹ. Cả chém bằng đá đi vào là cục phát chết mẹ luôn. Đang tha mẹ làm ích tụt phát xuống còn 2x. Ôi mẹ, ông là ông thầm cân hai có phải là Mai Quý không? Ô cặp với cả anh relax đánh kinh thế. Mẹ cân cả mình cả thằng Luận mới sợ, nhưng cuối cùng như ông thầm cân hai. Hít. Rồi, trong cánh là thứ 2. Trong cánh của đầu ông bà. Exit đầu cánh. Sau đây là màn hình Exit. Max à, trong cánh. Hit của vó ngựa Mông Cổ trong cánh. Rồi, thủ có thiên hướng chủ lực. Rồi, bãi cả đái anh mẹ đóng cái G quá vội vàng luôn. Đéo đỡ được anh Mông Cổ, đúng là anh đóng cả Mông Cổ luôn. Xin mời đồng chí vào sau khi có một tơn bãi nhẹ. Đi vào nhà vệ sinh hay xin đi ra chúng ta nói chuyện tiếp. Màn hình Macedonia của Hunter Online. Một bãi quả rất đẹp và có một đàn hiêu gần rồi. Khả năng đàn hiêu sẽ được chuyển về sớm thôi. Mô 1 Egypt Chan của bồ vũ trắng hay còn gọi là bồ vũ trắng. Percy, nhân tố hứa hẹn có rất nhiều sự đột biến trong trận đấu này. Anh cầm Percy đầu cánh, liên thủ theo Bùi AC. Đứng xa xa nhà anh là đã có một con voi chuẩn bị vào nhà chính rồi. Và anh đang đi tìm kiếm những
con quạt nữa. Quay trở lại thời nhà Lam mà đẹp thì bảo Hen Online nó chèo cánh cho. Nhà Lam mà đánh được cung ấy bảo Hen Online chèo cánh cho. Mắc binh đây. Hiệu Bùi cánh kia phơ cân cánh làm gì á. Mày có bãi quả xa xa rồi, cả mấy hiêu cả mỏ quả là đủ cân cánh rồi. Cho bảo Hen là dâng lời chèo cánh đánh hai chục lực nó mạnh hơn nhiều. Hen chạy thẳng nhà ra giữa bản đồ luôn, đóng BL ở đấy và đánh thẳng đầu cánh của một luôn. Thằng bồ câu xem nhà có khung được không, xem khung ở phía đằng sau đấy, ở chỗ giữa bé vàng cả cánh rừng đấy, cả một quả đấy luôn. Các quý vị khán giả, đây là một kèo đấu top 4 của bố lão Game TV. Tức là ông lão ngồi bộ có tuổi đời trên dưới 40 tuổi. Tuổi đế chế phải tầm khoảng 20. Thế nếu mà so với các chim sẻ thì chúng tôi là đánh đế chế nó phải ngang với cả tuổi của chim sẻ, tuổi đời của chim sẻ. Nhà những cái thao tác và niềm đam mê nó luôn là bất tận trong con người của các cô. Thao tác luôn dân rất luật nà của AC Hiệu Bùi. Chỗ đấy cho 6 dân ăn vàng là được. Vẫn cứ ăn cả vàng cả gỗ luôn. Game thủ có xu hướng chủ lực PS nhân 2. Đấy, đấy, còn vòi nữa đấy. Đã đánh hay này còn gặp may. Đang trên ở đây nó gọi là BE. Đây có là một cơn buồn ngủ mà lại gặp chiếu manh. Và đang cơn khát nước lại gặp ngay anh đứng đường hay còn gọi là đái đường. Anh vừa có một cơn CS xong thì lại lòi ngay ra một con voi. Mỏ hiêu khi bãi đá đấy. Ờ, chuyển ra chuyển đây. Ăn hiêu đây, bãi đá xem nào. Rò bãi đá đi hiệu ơi. Percy chỉ cho mỏ 2 mỏ quả đấy. Làm sao mà ăn được mỏ đấy, xa bãi này. Không ăn được. Ăn được khi ăn, không ăn được. Xa thế làm sao mà đến nơi được, nó đi dò quá mất công. Mát xê không, mày xem nhà mát xê không có giàu không? Mình là người có lòng. Mình xem mát xê đi, nhà nó thấy được rồi. Đấy, nhà mát xê cũng rất tươi, đánh ui đéo thì dâng lờ đấy, 25 dân rồi. No. Rồi, một dân đóng BB kéo hai dân dâng lờ luôn, hai dân không thể đỡ là sự được sự ba dân đấy dâng lờ luôn. Anh bao à? Từ thời điểm anh xuất hiện cái là anh dân cả đẹp, tất nhiên là bằng chém đó thôi. Anh điều đồng chí này, anh cắt đồng chí kia, và hiện giờ anh đang chỉ đạo chiến thuật cho toàn tem. Đấy chưa, nhà này giàu mới cần gì phải chỉ cái bãi đấy, không cần voi đâu, cứ ăn bãi quả cái đây, cắt dân bãi quả chính ra. Rồi đóng chỗ cuối cùng đấy, rồi. Tiếp đây ba dân nữa, rồi thêm hai dân đi kìa, tám kẹp xong rồi. Tí nữa thì có một tên là thế nào, nhà kia không đóng được BG rồi. Đóng vào mắt à, mặt đức như men. Bây giờ xem dân đi đóng BB kìa, BB đóng chưa? Anh mặc dù anh đóng quả BG ngược 5 tầng dốc nhưng anh vẫn đóng, quyết tâm là liếm cùng với cả Enter Online. Nữa đi, cứ đi nữa đi. Đi sát được rừng ấy. Nhưng thật không may, hai con dân lờ của Hunter Online đã tâm sự với cả hai vợ chồng nhà sư tử. Một nông dân đã nằm xuống, hy sinh về nghĩa vụ cao cả. Đóng đi. Đóng lờ luôn. Sao lại đóng ở đấy? Rồi. VSD bo luôn vào. Anh bao nãy giờ có hơi nhiều tơn vãi rồi nhá. Anh có một tơn thay semi nhẹ. Xem bấm một đời chưa? VE bo luôn mỏ vàng vào. Thôi cứ đóng, đứng ở đấy đóng 2 VL đánh được. Đừng đóng sâu trong đấy, có thằng nào đánh đâu mà sợ. Đóng ra đấy sư tử đớp chết giờ. Thôi anh bao có để mặc anh Hunter Online thỏa sức sáng tạo. Màu 8 nó kẹp xăm nhá, Hiệu Bùi nhá, khả năng nó ngay chỗ giữa hai nhà. Cứ bo mỏ vàng đi Hen ơi, cứ bo mỏ vàng vào đã. Nó chơi vơi giữa bản đồ ấy, thằng này nó chơi vơi giữa bản đồ ấy. Manipur và đây là 9 con dân của đồng chí màu 7. Manipur đã biết xong.
hơi yếu, hơi yếu thịt. Ê, không cần chém vào táo đâu Hiệu ơi, cứ đánh nhà kia đi. Mùng 2 là dâng lờ rồi, cần gì. Cứ đánh mùng 7 đi. Mùng 8 là ma tước à? Bảo nó có ở đấy nhưng chưa cần phải chém nó vội. Quạt nó ăn chung rồi. Quạt ngược ra. Quạt ra giữa bản đồ ấy. Đấy, đấy, dâng nó đây, dâng nó đây. Rồi, phơ dân nó đi. Dạ, yeah, sao nhanh thế, không xem quân. Hen đâu rồi? Hen thấy có nhà nào chưa? Mày có bo kín thanh ruộng này vào đã. Hiệu ơi, cho màu một ít gỗ đây. Màn hình màu 2 NAC. Ngày nay đang gặp được màu 6 nhưng không biết là sơ múi được thì 6 nhiều chưa? Anh có một dân tự do rất là lớn, rất là lớn. Màu 6 là cũng là màu ấy, màu ấy chém được. Mày xem mà đi bỏ mua một cổ cho anh đấy cho mà. Không phải đâu. Ôi giời, ngoài thằng kia có bo cái bo ấy rồi. Bóng mượn bóng cổ đẩy mấy con ngựa này ra cứu những cái thằng bố câu cái. Đem cái e ra em ơi. Đóng lại thêm hai cái ruộng vào chỗ cái BA xong em đem cái e đi được. Là kín nhà luôn. Em từng đấy có em đóng hai cái ruộng nữa đây là kín luôn cái nhà chính vào. Ok. Đấy. Em cứ đóng ruộng trước đi xong tí cho dân ra ăn sau cũng được. Thêm một cái nữa. Rồi. Đấy, bây giờ em đẩy quân thoải mái. Đám được đấy nhá. Cần gì vo e chỗ đấy. 8 cần phế cho nó phế hẳn đi, nó đang điểm cao nhất thì chắc điểm giỏ. Để cái cung tê ra cái mặt không có BA ấy, nó dễ chứ nha. Em ơi, dễ tay phải đây. Ờ, dễ tay phải đây, là đến nhà màu 6 ở đấy đây. Màu 6 rất yếu nhá. Tắm khít à? Thằng Lê Nam mày cứ chạy đi, mày cứ bo xong mày chạy cho nó đánh để cho vỗ mượn bông cổ lên nó đẩy. Rồi cứ đánh tiếp đi. 6 chết nhẹ. Sau đây là có con tôm 6 chết nhẹ. Nhưng mà 6 đang ngủ ở nhà. Em lên giáp xin vàng lên giáp 4 em ơi, xin xin vàng nào. Em đóng thêm A đi, ít A thế. Sao đóng A ở đấy, mày đóng A lùi ra ngoài đi. Bây giờ nhà mày thoải mái rồi, mày trong cánh cơ mà. Có một ngựa ông cổ tìm nhà 5 xem đâu nào. Xem ai xem cái tham nhà 5 bao dân rồi. Lê Nam cái thủ nhà thôi nhá. Bao giờ khỏe hẳn thì mới đẩy đi. Màu 6 nó bây giờ không chém mày đâu. Võ ông cổ đóng thêm ruộng đi em ơi. Em đóng ra chỗ cánh rừng dừa ở chỗ phía tay phải, đừng đóng ở đây nữa, đóng ở đây không ấy đâu. Đấy đúng rồi, đóng ở đấy xong là bo luôn dựa phía mặt ngoài nhá, là em kín mắt trong luôn, em hiểu không? Dân mình, dân. Ờ. Đẩy tìm nhà 1 năm, khả năng nhà 1 năm tầm chỗ khoảng 6 giờ ấy, đẩy xuống đấy. Đang cân. Và hiện nay bên 1 năm đang rất là to, đẩy nhà 1 ấy hết rồi. Hiệu mùi có thừa gỗ cho Hiệu xem cho bơm cho 1-3 gỗ đi em ơi. Bơm cho 1-3 gỗ đi. Rồi ok. Đóng ruộng đi em ơi. 1-3 lên cứu đây, không chưa cần phải thủ nhà đâu. Nó thằng nào đánh với nhà em đâu. Đẩy đi, 1-5 nó đang đẩy nhà 1-1 kìa. Đến nhà 1-1 có con tên cứu. Xem cứu ở chỗ nào nào. Cân 2 thì AC Châu tí nữa đi. AC Châu đi. Đẩy ruộng Châu đi. Xong là bơm cho ekip bên này tí. Rẽ phải, rẽ phải, lên đồi, rẽ phải, lên đồi, bắt luôn. Vậy e đây, mồ câu đâu? Chạy đi em, chạy đi. Chạy, đẩy nó thẳng đến tận nhà luôn, đuổi cả đạo đấy tận nhà luôn. Em ơi, đuổi lên qua này như thế nào? Ai được vàng không? Ai được vàng không? Ai được vàng không? Ba mươi đâu rồi? Không, không mấy, không mấy, không mấy. Thì em mồ, đắt. Nhà nào bơm cho thằng Hen Online ít vàng để cho nó đâm đi vào nhà 16 đây anh em, đánh tay đánh ấy. Mày đóng BA ra chỗ ngoài BG. Ngoài BG đấy, đúng rồi, đóng ngoài đấy, đấy. E thì bo mặt sau, A đóng mặt trước, cứ đéo đóng làm A thế, thịt đéo đâu.
Mày lên chặt cổ hai đi võ ngựa. Đóng lại cái B chỗ đấy luôn. Chỗ cái BM. Xem nhà màu 7 nó bao dân rồi hiệu ơi. Thế thì ông bây giờ không để lạc đà nữa mà ông để chém đi với nhà nó. Thì ông để chém là đi với nhà nó là hợp lý gì nữa. Đẩy nó đây, cứ đẩy chạy xuống sau góc 6 giờ đi, vào 3 đi quân đi. Đấy có y đây rồi, đẩy thẳng 1-5 em ơi, đẩy 1-5 đây, nó có y, mình có y đây rồi. Đây là một cơn lẩu thập tầm của team 1. Khi mà xuất hiện trên chiến trường. Thôi, bây giờ về nhà để quân đi, mọi người ơi. Con nhìn mà xây dựng nhà, ra bà. Có y lạc đà vào mỏ gỗ kìa. Có cung R Egip và cung R Hit. Đừng chạy ra mỏ gỗ đem ơi, nó vào đây nó chém ra hết cả. Đi hết rồi à Hen ơi. Chiêm đồng 3 chưa đẩy lên đi. Lê Lam cho một tơn quản lại nhà màu 6 cho anh này. Lượn đi, Lê Lam ơi. Lượn đi, quay Lê Lam có mấy con ngựa đấy, em móc nhà màu 7 em ơi. Mấy con ngựa đang ở nhà màu 5 em quay ra móc nhà màu 7 cho anh. Móc nhà màu 7, màu 6 thì kéo lại ở nhà lên. Võ ngựa nó chém kìa, lạc đà màu 6 quá đông kìa. Hen không đâm mấy nhà màu 6 à Hen ơi. Rồi. Mày cho ba con đi vào lát nhà ra xem nào. Quá nhiều lạc đà luôn. Rất là nhiều chém và hiện đang đi thẳng mặt vào nhà hít chủ lực của team 1. Mặc dù là dưỡng chính kìa em ơi, dưỡng chính kìa, đèn dưỡng ra mà chặn. Mặc dù thủ vừa lên thủ thì vừa khá là mạnh mẽ khi mà tuyên bố là hít vẫn khỏe, nhưng mà chúng tôi đã nhìn thấy rất là nhiều xác nông dân của anh ta nằm xuống. Không những nằm xuống chỉ một mặt trận mà còn rất nhiều mặt trận, mặc dù anh đã được cân cung tuyển hết. Xem vào nhà màu 4 xem nào. AC xem có quản ở nhà màu 8 không? Quản lại nhà màu 8 thôi đó. Thôi, xem tham đi, có khi là win mà. Kìa, AC kìa, gặp cung A kìa. Quay lại chém đi. Chém lổ với A ra. Đốt lổ với A ra. Xem tham cái xem nhà nào to nhất nào. Percy lên cái đao vàng anh hiểu vui ơi. Ôi 600 thịt của ấy kìa. Bơm lên luôn em ơi. Bơm toàn bộ sang cho hít. Cả gỗ nữa cho hít khỏe lên. Xem hít có đủ. Đề nghị tụi anh mai bình luận nhá, không có dừng lợn nhá. Võ ngựa ơi. Em cơ cấu lại nhà thôi, em cơ cấu lại nhà cho anh. Mời anh Cao ra kia. Quên biết chim lợn thế, khác gì đâu. Quên là quên chim lợn. Đây là đang bình luận viên đang làm việc. Thực sự thì tôi muốn cống hiến cho các bô những cái tên bình luận rất là đi vào lòng người. Nhưng mà hiện nay có bô bao ngồi gần đây nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến công việc chuyên môn của tôi. Cho nên trước mắt là chưa thể phục vụ đông đảo khán giả những cái tên như ý được. Khả năng là phải có một tên điều. Ai nâng cấp bản đồ đấy? Đấy, anh có rất nhiều đồ em lên. Xem màu 3 cho nó. Xem ai là người bơm đồ đấy. Xem ai là người bên kia bơm đồ đấy. Ai xem tham cái nào. Hít đang nhãn bơm vàng không thua bơm mát bên mình góc bên kia không có cửa bên mình hai cung hai chém ai cả thực để nó
nháo nhào. Tên mùa 3 hit nháo nhào. Nháo nhào ăn vàng. Đóng BC đi em ơi. Sắp dân ăn gỗ, dân ăn gỗ đâu hết rồi. Tùng Tú ơi, xây nhà nhiều nha em ơi. Xem cái tham xem nó đè sâu chưa em ơi. Thì mình đã đè sâu chưa gì nữa. Cũng đè nhưng chưa sâu lắm. Mày đóng VA làm cái gì nữa cái chứ. Mày cứ ngồi đẻ dân cái gì mới ca. Không, mình đẻ ca. Lúc kia nó đánh xong thôi. Lên ca, ca. Ca, 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 mày đi quản lên. 16 đi Lam ơi, mày không phải đánh mày rồi. Mày cứ đi quản 16 cho nó chết hẳn đi. Không cần phải đánh mấy thằng này, bây giờ phải đánh cho sau con này vốn. Nhưng bên kia nó là sọc đôi mà anh. Anh ơi, cho con trả cái ô khác phải lên. Đấy anh ơi, nó xong rồi chứ phải lấy đâu, lấy đâu. Ôi giời. Ê, thì có cái vẹo gì. Tôi không bảo anh cùng làm nhà. Đóng thêm BC lên cái đầu máu luôn. Lên cả bánh xe luôn. Rồi những cái tiểu tiết mà anh Tùng Rùa làm rất là tốt. Thì anh có một tên lách lách ngựa giờ và ăn dân thể hiện một tên hit and run. Mày xúc nhiều sắp nhiều lắm. Chữ danh của Tùng Rùa hit. Đồng máu. Đồng máu rồi. Đấy, gỗ đấy, đóng tiếp ấy ra, đóng một cái VK nữa ra. Đẩy thử một trước nhá. Đóng một cái VK nữa ra. Đéo phải đẩy nhẹ cái nó chết mà. Đi ăn vàng chỗ khác em ơi, ăn gỗ làm gì? Đưa các bản đồ lên, đi ăn vàng đi. Nãy giờ là những tên đô bơm đồ chân lực của Percy. Và với thế trận kiểu như thế này thì thực sự là rất là khó có cửa cho team 2. Thực sự là có rất khó có cửa cho team 2 khi mà đây là ngựa hot Mông Cổ mà lại được cầm hot nữa thì đúng ngựa hot. Ngựa hot hit. Và đang có tên tích đồ để lên hot thần. Thực sự là nó đúng là như cá gặp nước khi mà anh có ngựa Mông Cổ mà lại cầm hot hit. Đó. Và dưới chân anh thì bây giờ là chỉ là những tiếng rên xiết của nông dân khắp các bầu của team 2. Mày đẩy phun một cái cốt là mày chết chứ có gì đâu. Mày vứt một con ngựa rồi chạy vào 12 giờ ta xem con nào sống đấy không? Làm cái tí là cũng phải chỉ lên 4 thôi. Mẫu 7 là con gì? Chuẩn bị thân thức anh ơi. Rồi anh không có cái bốn rồi. Võ ngựa kìa, nghìn thực nghìn vàng kìa, bơm cho nó một lửa. Mẫu 1. Đủ rồi, thôi, đủ rồi. Kìa đi quân kìa. Phải đã. Đánh hay đấy nhở, đánh hay đấy nhở, từ ngày đi học đánh hay đấy, sợ thế. Rồi. Em đánh hay quá em ạ, anh cũng phải học cách đánh của chú. Anh bây giờ ông Percy ông thích làm gì thì làm, chứ còn họ làm gì còn cửa. Ui đánh mình cũng rồi. Ui đánh quá. Sợ quá. Điều ca như cứt. Để xe lên. Mày đẩy luôn đuổi cái đạo đấy đi, không nó lùi cái hàng Lam. Đẩy luôn cái đạo hot đuổi theo đạo hot của nó đi. Kìa nó bằng em kìa nhá. Đẩy đạo hot theo đuổi bằng được nó đi. Hot thôi, gỗ để nhỉ. Vẻ e bắt luôn đạo đấy đi em. Đang vẻ e không chơi cho nó chạy. Vãi đấy, đánh cái này nhìn thế là khán giả xem mới sướng á. Tơn đi vào lòng người. Đấy. Nó tơn vẻ e rất là đi vào lòng người, thương hiệu. Mày đéo quay mày nó gì cả. Quay
Đây rồi. Rất đông mà ông An. Nghe đông lại. Rất đông mà ông An. Sao lại hot headline tí cho thấy vui nhé. Ôi ơi. Đây. Đây là những nghe rất là vần. Đây là những nỗ lực mà thực sự là đáng được ghi nhận. Đó là Tiệp Vũ vào thì bên này thua mẹ thằng luôn. Không bao giờ thua. Cửa sổ cho team 2. Ngôi 6 là gì? 3 này. 6. Ngôi 6 các cái đó là